Rồi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại. Mình là Minh Nhật đây. Và hôm nay trên bàn của mình, ở trong studio của mình có một chiếc máy khá là đặc biệt. Và cũng là lần đầu tiên mình làm về cái dòng máy này ở trên kênh. Đó chính là chiếc Fujifilm X-A7. Và đây cũng là lần đầu tiên mình được trải nghiệm một chiếc máy của Fujifilm. Thì hôm nay mình sẽ đưa đến cho mọi người cái đánh giá, như kiểu là mình là một người chuyên dùng những chiếc máy Sony, Canon, Nikon rồi, thì trải nghiệm của mình khi sử dụng chiếc Fujifilm này như thế nào nhé. Và mình cũng sẽ đưa luôn cho mọi người đánh giá khá là chi tiết về chiếc Fujifilm X-A7 này, xem là đây sẽ là chiếc máy của với ai, ai sẽ có nhu cầu sử dụng chiếc máy này. Ok, cùng bắt đầu nha. Hôm nay trên tay mình thì có một combo, đó chính là chiếc Fujifilm X-A7 cùng với một chiếc lens kit của Fujifilm là chiếc 15-45, khẩu độ là từ f3.5 đến 5.6, và ống này thì có chống rung. Mình thì là người chưa từng sử dụng những chiếc Fujifilm nào cả, nên là cái trải nghiệm của mình khi cầm nắm chiếc máy này đầu tiên là nó cho mình một cái cảm giác cầm khá là giống với những chiếc mirrorless, như kiểu là cái dòng Sony NEX, có nghĩa là cái thiết kế bán cầm nó không quá lớn này. Đấy, và thêm nữa là cái cảm giác cầm nắm rồi cảm giác thao tác mọi thứ nó khá là thân thiện với người dùng, bởi vì cái dòng XA này là cái dòng dành cho những người dùng mới, những người dùng không cần cái tính chuyên nghiệp cao quá ấy. Nên là thiết kế rất là đơn giản, tinh giản và không phức tạp cho mọi người. Chiếc tay mình thì đang có chiếc máy màu da này. Ngoài ra thì chiếc máy này còn có một vài phiên bản màu nữa, thì đó là màu xanh, màu đen chẳng hạn, khá là nhiều phiên bản màu cho mọi người có thể lựa chọn. Thì Fujifilm thì vẫn luôn được biết tới là những cái chiếc máy ảnh mà nó mang cho mình những cái thiết kế khá là thời trang, hướng tới những người dùng mà muốn có một cái cảm giác kiểu sử dụng máy ảnh mà nó hơi bị gọi là hoài niệm một chút ấy. Bởi vì những cái dòng Fujifilm này thiết kế khá là giống, mọi người để ý là nó khá là giống những cái dòng máy phim ngày xưa. Thì đây cũng là một cái phong cách thiết kế đặc trưng của những chiếc Fujifilm nói chung và chiếc Fujifilm X-A7 này nói riêng. Nó mang cho mình một cái phong cách thiết kế rất là hoài niệm. Ngoài ra thì cũng trông rất là thời trang, đúng không? Những bạn nữ hay là những người mà muốn sử dụng một chiếc máy như kiểu là một chiếc đồ trang sức của mình chẳng hạn, thì mình thấy chiếc máy này cực kỳ đẹp luôn. Và thêm nữa là cái chiếc Fujifilm X-A7 này, các bạn nhìn cái mặt sau nó này, nó gần như là toàn bộ cái mặt sau này là chiếc màn hình luôn. Và màn hình này thì có khả năng xoay lật được như ở những chiếc Canon chẳng hạn. Và đây là một điểm rất là tiện khi chúng ta sử dụng chiếc máy này. Và thêm nữa, màn hình của Fujifilm X-A7 có một kích thước rất là lớn là 3.5 inch, 3.5 inch ấy. Những chiếc máy DSLR cỡ lớn như kiểu mình đã từng trải nghiệm ở Nikon thì cũng chỉ có kích thước màn hình là 3.2 inch thôi, mà chiếc máy nhỏ gọn này mà có một cái màn hình lớn tới 3.5 inch, rất là lớn luôn. Thêm nữa là màn hình này thì còn có cảm ứng đa điểm cơ, nên là các bạn sử dụng một chiếc máy ảnh này có một cái màn hình lớn rồi cảm ứng này không khác gì chúng ta sử dụng một chiếc điện thoại cả, đúng không? Và màn hình này còn có khả năng xoay lật nữa, như kiểu là mình có thể dễ dàng xoay lại như này để có thể nhìn được bản thân mình này và có thể làm vlog chẳng hạn đó. Và đây cũng là một cái điểm rất là lợi của Fujifilm trong cái tầm giá khi so sánh với cùng với những hãng khác. Một vài điểm nữa về thiết kế bên ngoài của Fujifilm, đấy là hãng bố trí tất cả các nút bấm, các vòng xoay đều ở phía mặt trên này, phía mặt bên trên này, cả nút chụp, nút quay rồi các vòng xoay chỉnh chế độ và các thông số trên máy. Ở phía mặt trước này thì chúng ta không có một nút nào cả. Phía mặt sau này thì tất cả các nút được tinh giản lại, chúng ta chỉ còn hai nút ở đây kèm với lại hai nút phía bên trên này, một cái vòng, một cái joystick ở đây. Phần lớn diện tích phía mặt sau này thì dành cho một chiếc màn hình cỡ lớn như này, và mọi người cũng có thể thao tác cảm ứng cũng không cần dùng quá nhiều nút đâu, bởi vì cảm ứng của X-A7 khá là tiện dụng trong quá trình chúng ta sử dụng chẳng hạn. Máy thì vẫn có một khe thẻ SD, và một điểm đặc biệt nữa là Fujifilm X-A7 thì sử dụng cái kết nối là chuẩn Type-C đời mới, thế là mọi người có thể sạc trực tiếp của chiếc máy này qua cái tổng cổng Type-C này luôn. Máy thì có rắc cắm mic ở bên phía tay trái của phía hông trái của máy, nhưng mà rắc cắm mic này các bạn nhìn không, nó rất là bé. Đây là cái chuẩn 2.5mm chứ không phải là chuẩn 3.5mm bình thường. Và khi các bạn mua Fujifilm X-A7 thì hãng cũng sẽ tặng kèm luôn một cái adapter để chúng ta có thể chuyển từ cổng 2.5 sang 3.5 để chúng ta có thể gắn mic để ghi âm nhé. Trên cái cổng nhẽ này thôi, nhưng mà vẫn có một cái hot shoe ở đây để chúng ta có thể gắn mic. Bên trái này là một chiếc đèn flash, mình bật lên cho mọi người xem. Đó, đây là một cái đèn flash cóc ở trên máy. Chiếc máy này thì lại không có viewfinder, khá là bất tiện khi mà chúng ta đi chụp ở những cái điều kiện trời nắng chẳng hạn, thì không có một cái viewfinder để chúng ta có thể dễ dàng ngắm ấy.
Nhưng mà bù lại thì màn hình rất là lớn. Nói về màn hình của chiếc Fujifilm X7 này thì đây là một điểm rất là nổi trội của Fujifilm X7 ở trong tầm giá khi so với những chiếc máy khác. Như mình vừa nói thì chiếc máy này có một chiếc màn hình 3.5 inch, và điểm đặc biệt nữa là cái màn hình 3.5 inch này nó theo tỷ lệ 16:9 cơ. Đây mọi người có thể nhìn thấy là bao phủ gần hết tất cả cái khung phía đằng sau này luôn. Và cái màn hình này rất là lớn, thêm nữa là tỷ lệ 16:9 thì sẽ rất phù hợp cho chúng ta trong quá trình quay phim này. Những chiếc màn hình DSLR bình thường mọi người hay để ý thì nó sẽ chỉ có cái tỷ lệ là 3:2 thôi, thì nó sẽ thiên về cái chiều dọc hơn là cái chiều ngang. Còn Fujifilm X7 này thì máy này đánh mạnh về khả năng quay phim và quay phim ở định dạng 16:9, nên là khi chúng ta quay phim thì toàn bộ màn hình sẽ được tối ưu cái tỷ lệ đó, chúng ta có một cái khung hình lớn hơn, dễ dàng kiểm soát hơn trong quá trình quay phim chẳng hạn. Còn khi chụp ảnh thì tất nhiên là tỷ lệ 4:3 hay là 3:2 đưa vào màn hình 16:9 này nhìn vẫn rất là thoải mái, không có gì cả. Một điểm nữa là màn hình này có khả năng xoay lần. Đó, các bạn có thể xoay lại phía trước để có thể tự nhìn bản thân mình này. Các bạn có thể lật một góc từ nhìn từ trên xuống dưới, hoặc là một góc nhìn từ dưới lên trên. Và màn hình này xoay lật 270 độ. Đó, các bạn không thể xoay được cái góc ngược lại như này nữa. Nhưng mà xoay thế cũng khá là đủ để chúng ta có thể vừa chụp vừa quay được rất là nhiều góc khác nhau rồi. Cái trải nghiệm sử dụng của mình với chiếc Fujifilm X7 này, cái màn hình xoay lật này, đấy là mặc dù nó lớn, nó có khả năng xoay lật đấy, nhưng mà khả năng hoàn thiện cũng như là cái thao tác sử dụng của mình thì nó chưa được tới tầm như kiểu là những cái màn hình xoay lật của Canon chẳng hạn. Ví dụ như là mình dùng những cái chiếc ngay cả những chiếc 80D ấy, 80D thì cũng khá là cao cấp rồi, nhưng mà ngay cả những chiếc như kiểu là 750D chẳng hạn, thì có lẽ là Canon có kinh nghiệm làm màn hình lật lâu năm rồi, nên là trải nghiệm cầm màn hình lật của Canon vẫn đã hơn Fujifilm. Tiếp theo về khả năng cầm nắm và trải nghiệm sử dụng đi, thì mình là một người sử dụng những chiếc DSLR nhiều, như là mình sử dụng chiếc 7D chẳng hạn, thì cái bán cầm của nó thực sự rất là sâu, máy rất là lớn, nên là mình cầm nắm rất là thoải mái. Còn khi mình dùng cái chiếc X7 này, cảm cầm nó cứ bị hời hợt ấy. Thêm nữa là bên dưới bán cầm này thì ngón tay của mình không đủ chỗ để cầm này, và cái màn hình lớn cũng là một điểm lợi thế, nhưng cũng là một cái điểm trừ đối với mình. Ví dụ như kiểu khi mình cầm máy này nhá, các bạn nhìn thấy không? Tay mình bị lẹo vào cái phần màn hình này, và khi mình muốn lật màn hình ra mình đưa tay về đây, hoặc là khi mình đang cầm máy để chụp ảnh nhá, mình muốn lật màn hình tốt vậy mình sẽ bị vướng vào ngón tay của mình. Đây là một cái điểm lưu ý với những người mà có bàn tay cỡ khá là lớn hoặc là cỡ trung bình như mình. Mình nghĩ là những chị em thì vấn đề này không quan trọng đâu, nhưng mà bản thân mình trải nghiệm thì mình cảm giác cái màn hình xoay lật này nó tiện dụng trong một vài trường hợp chúng ta chụp ảnh, nhưng trong trải nghiệm sử dụng thì nó lại bất tiện, nó khá là hơi bị đối nghịch với nhau, đúng không? Còn tiếp theo về các cái trải nghiệm khả năng những cái nút bấm này, thì Fujifilm bố trí cái nút bấm quay ở trên này, nút bấm chụp ở đây, thì một điểm khá là hay đó chính là máy này có thể trong quá trình chúng ta quay, chúng ta chỉ cần bấm nút chụp thôi, là máy sẽ tự động nhận và chụp và tiếp tục quay video luôn. Chúng ta không phải quay cái vòng bánh răng này để chuyển sang chế độ quay nữa, mà chúng ta đang trong quá trình chụp, chúng ta chỉ cần bấm nút và máy sẽ tự động quay. Đó là một điểm rất là thú vị. Gần như là chưa có hãng nào có thể làm cái này cả, ngay cả Sony chẳng hạn. Sony có hai nút chụp và riêng bấm nút chụp và nút quay riêng biệt, nhưng mà cũng không có cái khả năng này. Một điểm nữa là Fujifilm X7 có một cái cảm ứng rất là nhạy, khi mình chọn điểm lấy nét thì gần như là nó lấy nét tức thì luôn ấy. Và cái này cũng đỡ một phần nữa là Fujifilm X7 có 425 điểm lấy nét và bao phủ gần như là toàn bộ cảm biến luôn, nên là mình có thể chọn bất cứ một điểm nào ở trên màn hình của mình, máy lấy nét cực kỳ nhanh luôn. Thêm nữa là mình sẽ test thử cái khả năng quay phim, và nó sẽ tracking từ vào mặt mình xem là nó có bị out nét nhé. Nói về quay phim thì Fujifilm X7 cũng hỗ trợ cái khả năng lấy nét vào mắt và lấy nét vào khuôn mặt. Đó, một chiếc máy giá rẻ như này nhưng mà lại có công nghệ lấy nét vào mắt luôn, và nó tự nhận diện rất là chính xác. Để test cho mọi người xem nhé. Rồi, và đây là video mình đang quay bằng Fujifilm X7 kèm một chiếc ống kít nữa, và mình hiện tại đang ở trong studio bởi vì bên ngoài trời đang mưa rất là to luôn. Khả năng lấy nét của nó vẫn đang bắt vào mắt của mình và khuôn mặt này, thì đó, mình nghĩ là không bị out nét đâu, bởi vì 425 điểm lấy nét mà. Mình sẽ nghiêng mặt sang bên này một xíu. Cảm giác là chiếc Fujifilm X7 này quay phim rất là tiện, bởi vì máy khá là nhẹ. Thêm nữa là cái màn hình xoay lật có thể cho mình dễ dàng căn khung hình của mình ở trong dễ dàng căn mình ở trong khung hình ấy. Đây cũng là tiếng thu trực tiếp từ Fujifilm X7 nhé. Mọi người có thể cho mình đánh giá ở bên dưới nhé. Rồi, mình vừa đi xung quanh để quay một chút về chiếc Fujifilm X7 này. Thì vừa rồi mình cũng quay ở video 4K luôn ấy.
Thì nói đến quay video 4K thì đây cũng là một cái điểm khá là đặc biệt của chiếc Fuji VR7, bởi vì máy quay được 4K và không bị crop quyền vào luôn. Quay 4K và không crop nhé. Các bạn thấy kiểu nó bá đạo như nào chưa? Ngay cả cái tầm đắt hơn con này 10 triệu là chiếc Sony A6400 chẳng hạn, còn cái máy 4K vẫn bị crop một chút. Thì có lẽ mình sẽ so sánh con X7 này với A6400 sau. Còn mình cảm thấy chất lượng video của Fuji VR7 khá là ok. Điều kiện của mình đã bị thiếu sáng khá là nhiều và ISO bị đẩy lên khá là cao, nhưng mà máy vẫn cho mình một cái khả năng xử lý tốt. Một điểm nữa khi các bạn quay 4K chiếc máy này, đó chính là máy chỉ cho phép chúng ta quay trong vòng 10 phút thôi. Khá là ngắn đúng không? Còn nếu như mà chuyển sang quay Full HD ở các định dạng kiểu 60fps 60fps này, 30 hoặc là 24 thì máy sẽ quay được 30 phút. Thì đấy cũng là một cái điểm trừ của Fuji VR7, và mình vừa mới quay một cái đoạn vừa rồi khá là ngắn nhé. Nhưng khi mình sờ vào các cái vùng xung quanh của máy này, mình đã thấy nó ấm ấm nhẹ nhẹ rồi. Thì nếu như mà anh em nào mà quay ngoài trời thì cũng nên lưu ý cái khả năng quay của con này nhé. Bởi vì khả năng hãng giới hạn cái thời lượng quay, bởi vì chiếc máy này có lẽ là dễ bị quá nhiệt đó. Nên là anh em cũng nên lưu ý nhé. Một điểm lợi nữa của Fuji VR7, đặc biệt là cho những người mới bắt đầu chơi, đó chính là chiếc máy này có tiếng Việt. Có hỗ trợ tiếng Việt cả trong menu và trong những cái thông số chúng ta khi chụp ảnh ấy. Và đặc biệt là trong menu thì màn hình rất là lớn, chúng ta nhìn rất là dễ luôn, và chúng ta có thể cảm ứng để chọn đó. Một điểm nữa trong menu mình cũng muốn nhắc tới, đó chính là Fujifilm thì rất nổi tiếng với một cái tính năng, đó chính là giả lập màu phim. Và chiếc máy này thì có rất nhiều màu phim để cho các bạn có thể thử chọn ở đây, như kiểu là những cái màu phim đặc biệt của Fujifilm, như kiểu là Classic Chrome này. Cái này thì mình chưa tìm hiểu kỹ lắm, nhưng mà màu phim của Fujifilm nó cho mình một cái cảm giác sử dụng rất là khác biệt ấy. Tất nhiên là những chiếc máy khác thì các bạn có thể chỉnh picture style chẳng hạn, nhưng mà nó sẽ chỉ dừng lại mức độ là điều chỉnh về các thông số như kiểu là saturation hoặc là sharpness, độ sáng nét ấy. Còn Fujifilm ngoài điều chỉnh những thông số đấy còn có một cái giả lập phim như kiểu là filter khi mà chúng ta về hậu kỳ ấy. Thì những bạn nào muốn chụp ảnh gọi là chụp ảnh ăn liền chẳng hạn, hoặc ngại chỉnh sửa nhiều, thì Fujifilm X7 thực sự là một chiếc máy rất là hoàn hảo cho mọi người. Giả lập phim rất là xịn, và những bạn nào mà kiểu chụp xong về đăng sâu ảo luôn đúng không? Và nói đến đấy thì mình sẽ nhắc thêm một tính năng nữa, đó chính là chiếc máy này còn có kết nối wifi. Thì các bạn nào mà kiểu chụp ảnh giả lập phim xong bắn sang điện thoại kiểu đã up Facebook luôn đúng không? Không bị kiểu chúng ta phải về copy thẻ nhớ ra xong rồi cho vào máy lại blend màu rồi lại mới đầu đấy bla 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 bla. Thì đây là một cái điểm rất là lợi của Fujifilm X7, và điểm lợi này đặc biệt hữu ích cho những bạn nào mà hay di chuyển thì chúng ta sẽ tối giản những cái thiết bị chúng ta mang theo. Một thiết bị nhỏ gọn như này nhưng mà lại vừa có thể giả lập màu, vừa có thể chuyển ảnh và chụp ảnh ngay lập tức thì rất là tiện lợi đúng không? Đây là một cái điểm mà rất nhiều người đã tìm đến những chiếc Fujifilm nói chung và chiếc Fujifilm VR7 trên tay mình nói riêng ở đây. Kết luận lại thì mình nghĩ chiếc Fujifilm VR7 này rất phù hợp với những bạn nào mà mới bắt đầu chơi chẳng hạn, đặc biệt là những người đã quen chụp ảnh ở trên điện thoại muốn chuyển sang một chiếc máy ảnh để làm quen ấy. Thì Fujifilm VR7 này có rất nhiều điểm lợi cho những người mới chơi, hỗ trợ rất tốt từ menu bằng tiếng Việt này đến một cái màn hình lớn cảm ứng, rồi là các cách bố trí nút và vòng xoay rất là thân thiện với mọi người. Hoặc là những anh em nào mà đam mê thiết bị ảnh, đam mê những cái thiết bị ảnh mà có cái ngoại hình trông nó rất là thời trang này, anh em có thể dùng một chiếc máy để backup chẳng hạn, thì đấy cũng là một chiếc máy rất là phù hợp với mọi người. Đây là một chiếc body mà mình nghĩ là nó cân bằng tất cả mọi thứ, từ việc chụp rồi là quay tới cái trải nghiệm sử dụng, rồi là cả về ngoại hình bên ngoài khá là đẹp nữa. Thì chỉ có một vài điểm bất lợi chút xíu, ví dụ như kiểu là thời lượng quay phim của mọi người bị giới hạn này, hoặc là chiếc máy này thì không có cái viewfinder để chúng ta có thể chụp ở những điều kiện ánh sáng khác nhau, điều kiện ánh sáng mà như kiểu ngoài trời nắng chẳng hạn. Còn lại thì mình nghĩ X7 hoàn toàn là một chiếc máy rất là phù hợp với đại đa số nhu cầu mọi người, đặc biệt là những người mà cần du lịch hoặc là những người quay vlog chẳng hạn, một chiếc màn hình xoay lật, khả năng xử lý màu phim, giả lập màu phim rất tốt, khả năng truyền ảnh, rồi là tất cả mọi thứ đều hỗ trợ rất tốt, tất cả những cái nhu cầu tính di động và những người mới chơi. Đó. Thì đây là bài chia tay chi tiết của mình. Mọi người có thể cho mình đánh giá bên dưới xem nào mọi người thích chiếc X7 này ở điểm gì, hoặc mọi người có muốn mua một chiếc X7 này không chẳng hạn. Còn video đây là kết thúc rồi. Xin chào tất cả mọi người.